Đàn ông nào mà không biết yêu là đàn ông chưa có chữa. Nếu mà đàn ông có chữa thì chữa ở bụng hả, ở hông. Các con trai trẻ lớn lên thích những cái gì nhất hả các con? Các loài hoa nào đẹp cũng dành cho nam thiếu nữ, đặc biệt hôm nay trong đời con gái con trai từ lúc nhỏ ấu khơ sinh ra 9 tháng 10 ngày cho đến lọt lòng 1 tuổi đến 100 tuổi. Đời con gái và con trai có ai chưa lần bú giữa sữa da mẹ hay không? Có ai trong cuộc đời sinh ra nam nữ mà chưa một lần sờ vú và bú vú chưa? Hôm nay thầy họ mỗi ngày con mò vú mẹ con mấy lần? Con búp vú nhẹ nhẹ đừng mẹ con đau, vú bú vú. Trong cuộc đời các con ai chưa một lần bú vú, đưa tay thầy coi chưa, và hai cái tay con có chưa bao giờ sờ vú búp vú mẹ mình chưa? Từ nhỏ sinh ra từ 1 đến 3 tuổi có đứa 6 tuổi cũng còn bú sữa mẹ luôn. Nên là trong cuộc đời ai mà chưa một lần bú sữa mẹ là người đó không có cha và không có mẹ. Bao nhiêu tuổi người ta còn bỏ bú không được nữa. Vậy hả? Riêng con tôi vừa đối mặt cái bệnh nói còn 30 tuổi cũng còn sờ vú và bú vú. Nhưng mà ngộ thiệt, mẹ cha còn sữa đâu mà cho con bú. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái ngày chú tiểu khoan, sư phụ chờ con rờ bú vú cái rồi con niệm Phật. Mấy cái chùa làm trung tâm nuôi trẻ mồ côi á, cái sư phụ cái này chú tiêu, cái chú tiêu này con muốn bú. Cái này cái là cái bà vú mẹ này vú đây. Mọi người Mày donate ủng hộ bú thầy mày không nha. được rờ vú và gì và rờ mò. Nên giờ cái câu đố này nhiều người họ từ nhỏ lớn nó cứ nghĩ là từ nhỏ lớn mình không được vú và không được bú. Từ nhỏ lớn đứa nào mà không được bú là nó sinh ra đã mất cha ở quên mất mẹ rồi, nên là không có duyên được bú sữa mẹ, chỉ bú sữa bình và sữa voi và sữa bò. Nhưng hồi xưa còn có sữa dê. Thầy có khán giả nói là lớn mà không được bú là cũng bị mất vợ nha. Vậy hả? Dạ. Vậy đời vậy bây giờ con hỏi thầy trả lời. Đời con trai của con lúc lấy vợ con bú vợ chỗ nào? Chỗ vú. Vú. Kỳ quá trời kỳ, ngại ngùng. Rồi cái con trai quá đáp. Những phụ nữ khờn khờn cứ chồng và lấy chồng có bú cái gì hay không? Đàn ông trả lời sao ta? Đáp đi. Cái này ta đang đối đáp mà, không nói chay không nói giỡn mà không nói, nhưng mà trong đời của ta chúng ta có ai chưa một lần bú? Bây giờ thầy mới hỏi là tuổi trẻ đã bú thì lớn lên có ai bú bú. Người donate ủng hộ thầy nha. Rồi nãy giờ cắm mai mà lo hò hoài à. Vậy hả? Tiếp tục làm mai nha. Thầy đăng ca cải lương nha mọi người. Ngó lên trời có vì sao sáng, ngó xuống đất có vì sáng sao. Hỏi các con ngắm hoài, ngắm trong ngắm đục ngắm trên ngắm dưới ngắm ngang ngắm ngầm ngắm dọc ngắm xiên ngắm xỏ ngắm sâu, thì chúng ta đố các con ngắm là dùm cặp gì để ngắm nhìn nó lắm? Hôm nay đáp án rằng là cặp mắt.
là nhìn thấy tất cả nhãn dòm vô ánh sáng, và ánh sáng rọi vào tầm mắt. Cặp mắt là cặp mắt tâm hồn, cặp mắt có thể nhìn tất cả muôn vật muôn loài, từ loài người, loài vật, loài thú cho cả tất cả các cây cỏ, cây cảnh thiên nhiên thế gian. Nếu chúng ta không có cặp mắt gọi là cặp gì? Cửa sổ tâm hồn. Chặt lắc. Không có mà. Đã không có sao cửa tâm hồn này ở vậy? Nếu mà không thấy ánh sáng ta gọi là người gì? Mù. Chính xác. Hình ta đây. Đáp rằng nếu chúng ta không thấy ánh sáng chính là những người bị mù. Nhưng mà bị cận với cái bị viễn thấy nha. Ta dùng mắt kiến thấy mờ mờ. Mọi người donate ủng hộ thầy đi mọi người ơi. Thấy mọi người chưa có ủng hộ thầy gì hết. Cà phê nha. Nhiều ông chủ tịch cà phê Trung Nguyên, cà phê này kia cũng đều uống cà phê. Thầy đang uống cà phê nha mọi người. Có bạn này hỏi mắc cười quá, thầy nay không đi ăn thịt chó hả thầy? Đã nói bậy quá nha bạn ơi, thầy là không có ăn thịt chó. Nào nói bậy cho sâu sủa mà khẩu. Nên bạn đừng hỏi, nên mấy bạn cũng đừng hỏi thầy có ăn thịt chó hay không nha. Tại vì thầy không có ăn thịt chó. Thầy ăn tất cả các loại thịt nhưng mà trừ trâu chó mèo ra. Giờ Tết cũng có nhiều người từ ngoài Bắc nó gỡ bưu điện gắn quà cho thầy mà phải trả tiền bưu điện. Nhưng mà giờ ai chuẩn bị cúng dường cho thầy tiền để lấy những phần quà gỡ nhanh. Cái gì thầy? Giờ thì rất là nhiều quà Tết. Thầy có bạn Linh Jerry nói thầy gọi tên bằng ái một cái là Linh Jerry. Kêu tên. Chào bằng ái cái là. Chào. Tự nhiên cái bắt thầy chùa. Chào Linh gì? Jerry. Chào Linh TV. Hả? Phải không? Cherry. Linh Cherry. Chào con Cherry. Chào Linh Cherry. Dạ. Còn con anh Đàn hỏi là thịt cá sấu thầy ăn được không? Được. Thịt cá sấu thầy vẫn ăn được. Trừ ra trâu, chó, mèo. Trừ trâu, chó, mèo thôi. Thầy có nhận cái máy sấy tóc không bạn? Có bạn nó gửi tặng thầy. Nó cần cái máy chia bằng kia bằng công đơ để kêu bằng gì? Cắt tóc hay kêu bằng gì ta? Công đơ. Cái đồng đơ á. Cắt tóc. Công đơ bằng điện á. Dạ. Mình rà vô. Chứ có cái máy cạo râu bằng ta rà vô về không cần lưỡi lam, hình như nó có cái gì giống như nó có con dao cực biến trong nó không có xét. Thì mấy cái đó sử dụng là đồ cạo râu bằng điện. Yeah. Và cái đồ cắt tóc bằng điện, bằng cái máy. Rồi những cái dụng cụ đó sử dụng hàng ngày. Thầy rất là thích ăn bún riêu nha mọi người. Tuy nhiên là thầy không ăn thịt chó nên mọi người cũng đừng có bình luận giờ ăn thầy thịt chó nữa. Giờ mười khó không hứa cho thầy mua mà dài con mực. Hay ký mực gì mà chưa thấy để nướng ăn. Rồi bữa nay thầy ước gì được nướng khô mực trực tiếp. Mực khô là review mực nướng có còn than kìa. Dạ. Ký mực có 500, ký ngon thì 900, có 1.2 triệu ăn với thầy cũng tiếc. Có triệu chứ mà. Vậy mà hôm tôm hùm sao rồi thầy, hôm bữa nghe ai nói là tôm hùm thì chưa, chỉ có tôm gì con nhỏ chứ cho nó bữa đó tôm gì ta? Tôm sú. Chưa được ăn tôm hùm. Cái cua gì chà bá vậy nè. Con gì? Con ghẹ hả? Con gì? Ghẹ là cua Cà Mau vậy đó. Mọi người ơi, mọi người coi ủng hộ thầy đi, mọi người donate ủng hộ thầy đi. Thầy chỉ thích ăn khô mực thôi, món khô mực gọi là khoái khẩu của thầy à. Nói giờ đang thèm cái ta thèm á, thèm cho ăn, biết dao thèm đó không tội không? Tại những con mực khô giết chết rồi. Dạ đúng rồi. Chỉ nướng thôi không có sắc xanh. Còn cá hai này chỉ con mua cá tư hay cá gì á thì còn phải sao?
bắt nó, xử tội nó rồi mới xử trảm. Còn mấy khô mực đó là anh chết hết rồi. Chết rồi, người ta phơi nắng phơi khô hết rồi, chỉ nướng lên cho giòn cho ngon thôi. Rồi giờ tranh thủ lấy xe đi mua đi. Có bà này hỏi thầy ăn thịt trâu gác bếp không? Thầy ăn thịt trâu gác bếp như bạn có tặng không bạn người bằng kiển hàng? Mày ra mày coi cái bản gì cấm ăn thịt trâu mà giờ mày ăn trâu. Thầy nó lì như trâu à. Thầy không ăn thịt trâu nha mọi người. Là cấm ăn thịt trâu. Nói là trâu là cài bừa. Má em là người nông dân. 2000 xu thì cứ mua mấy cái vật phẩm tặng con trâu đi con bạn trâu ơi. Là đi cài bừa mà. Người ta nói đi chân trâu á, nó kiểu gì? Đi chân trâu. Ê đúng cái mày kiển hay gãi mày, mày ngồi mày khiêu cái tay này. Thầy cưng quá chỗ kiển. Cái kiển là giờ tao mua có 150 200, tao lại mày 500 á. Công mướn người đi mua á. Có những cây sàn đá. Sen đá nó đẹp vô cùng. Chúng ta ngắm lên bàn sẽ thấy những gì sao sáng. Có gì sáng sao. Bên kia thì có cây sen đá ra bông. Bên nọ có những cây kim lộc kim tiền. Tết năm nay chúng ta sẽ các loại bông. Bông gì cũng đẹp ha. Nên là Tết cái mấy đứa trẻ này anh ở đầu sông em ở cuối sông anh nhảy xuống sông bơi qua gặp em rồi anh ta nói bơi qua gặp em để làm gì này chúng ta gì hoa nào đẹp bằng hoa thiên ly, chữ ký nào đẹp bằng chữ ký người yêu. Hôm nay chúng ta nhìn xuống những cây kiển sen đá ha, có sen đá đẹp không? Ok Hương. Tết năm nay chúng ta có quần áo mới hay chưa? Riêng thầy thì quần áo bao la. Có ai tu không? Có ai tu không? Có hả? Nếu ai đã có vợ rồi tranh không làm nhanh chóng mà có vợ rồi thì chúng ta phải ly dị, cắt bỏ tình duyên tình dục tình yêu và cắt luôn những gì mà dâm dục. Chúng ta diệt dục chứ không được chơi dục sục dục và lục đục. Hôm nay chúng ta ai có gia đình có vợ rồi dưới 50 tuổi thì cố gắng chúng ta sẽ làm ly hôn ly dị thì mới được xuất gia tu hành và có chữ ký của ông bà cha mẹ của mình.